Đây là iPhone 14 đã bị lỗi sọc ngang màn. Đây là một con iPhone 14 Pro Max khác cũng dính vào cái lỗi tương tự như vậy. Và nó đã khiến cho chúng ta khá là hoang mang trong một vài ngày gần đây. Hôm qua thì bọn em cũng đã có nhận được những thông tin như thế. Thế nhưng mà mình cùng kiểm chứng lại một xí nhá, để xem là những cái lỗi này nó thực sự đáng lo ngại hay không. Và bây giờ các bạn mua iPhone 14 Pro Max hay là iPhone 14, đặc biệt là phiên bản sách tay, thì nên lưu ý những cái điều gì. Đầu tiên là cái lỗi màn hình sọc ngang này, thì hôm qua thằng Sơn bên em cũng tay nhanh hơn não đăng một cái ảnh lên. Thì anh nhận định sao về cái lỗi này trên iPhone 14 Pro Max? 12 Pro Max của mình cũng bị. Bị à? Bị à? Đây hoàn toàn là cái hình ảnh. Đây là hoàn toàn là cái hình ảnh fake. Và bắt đầu nổi lên từ ngày hôm kia rồi. Lỗi thứ hai là một lỗi khác, là một bạn tên là bạn Linh Chi cũng có đăng tải lên một vài cái group. Thì bạn này là mua hàng ZP, là hàng sách tay Singapore, trong một con iPhone 14 Pro Max. Nhưng bên shop lại ship nhầm hoặc là như nào đấy sang là một con ZA, là hàng Hồng Kông. Thế sau rồi tự nhiên máy lại bị lỗi như này. Đấy, sọc ngang này, mờ mờ này. Thì đây có phải là một lỗi đáng lo ngại trên iPhone 14 Pro Max không? Thật ra của bạn Ninh Chi đấy là cái trường hợp đầu tiên mình thấy bị sọc như vậy. Còn cái việc iPhone 14 bị lỗi ví dụ như đang dùng tắt ngón màn hay là chuyển dữ liệu xong tắt ngón màn, thì qua tìm hiểu ấy, thì mình thấy đây là lỗi phần mềm. Tại vì một số anh em có nói là những cái trường hợp đấy là do mình chuyển dữ liệu từ máy này sang máy cũ sang máy mới, và chuyển xong đấy thì sau đấy thì máy tắt ngóm luôn. Máy tắt ngóm. Và anh em có thể restore lại vào đây bình thường. Restore là sẽ và hết bị nhiều rồi. Và bị 14 nhiều. Là bị hiện tượng đấy bị nhiều rồi. Đa phần đây là lỗi phần mềm đúng không? Hiện... Cái trường hợp của bạn Linh Chi cũng có thể nằm trong cái lỗi phần mềm đấy. Khả năng cao cũng nằm trong phần mềm đấy, mà cũng không rõ là bạn đã thử restore lại chưa. Nếu anh là một người thợ thì anh nhận định sao về cái lỗi như thế này? Nó là lỗi gì của iPhone 14 Pro Max? Thật ra thời điểm này rất là khó để nhận định, vì nếu mà có lỗi gì thì Apple đã đưa ra thông báo. Còn thường thì nếu mà mình restore được thì đấy là lỗi phần mềm thôi. Thực ra là đa phần là những cái sản phẩm như thế này thì Apple nếu như chúng ta gửi lên bảo hành thì họ sẽ bảo hành chúng ta hay không? Có, chắc chắn những trường hợp đó sẽ được bảo hành. Nhưng hiện tại kể cả là lỗi phần mềm hay lỗi phần cứng? Mỗi phần mềm thì dĩ nhiên Apple sẽ bảo hành cho mình trọn đời. Còn phần cứng thì Apple sẽ hỗ trợ mình là 12 tháng, nhưng hiện tại 14 thì Việt Nam chưa hỗ trợ. Nếu mà chẳng may mà chúng ta gặp lỗi này trong tương lai, nếu mà có hàng chính hãng đi, thì chúng ta cũng sẽ được thoải mái gọi là thay màn hình luôn đúng không? Apple cũng sẽ không gọi là mất công làm gì, nghiên cứu sửa chữa gì đúng không? Họ sẽ thay luôn. Thì các bạn lưu ý là nếu chúng ta quan tâm đến những sản phẩm như thế này, thì vào ngày 14 sắp tới thì những đại lý ủy quyền chính thức của Việt Nam cũng sẽ kinh doanh và phân phối trực tiếp những dòng sản phẩm như là iPhone 14 series. Ví dụ mình tham khảo ở Di Động Việt chẳng hạn, thì cũng sẽ có những cái ngày trả hàng dành cho các bạn. iPhone 14 phiên bản 128GB sẽ có mức giá thấp nhất là 21.990.000 đồng. Đặt hàng thì sẽ là từ ngày 7 tháng 10. Thì các bạn lưu ý vào những ngày này, khi mà chúng ta mua đặt hàng sớm thì cam kết sẽ có giá rẻ và đồng thời là có hàng sớm. Thêm vào đó là rất nhiều chương trình quay ngay nhận quà liền tay, tổng giá trị giải thưởng lên đến là 259 triệu. Mình sẽ để ở trong đường link ở phần mô tả. Các bạn nào đang muốn theo dõi thêm những cái kiến thức liên quan đến sửa chữa máy thì mình sẽ để một cái đường link đến iPhone Care của anh Linh ở trong phần mô tả luôn. Các bạn có thể tham khảo nha. Với tư cách của anh là một người sửa chữa rất là nhiều máy, có kinh nghiệm là gần chục năm rồi, thì trong cộng đồng khi mà người ta mua máy iPhone 14 Pro Max về, từ ngày nó mở bán đến bây giờ là khoảng 2 tuần ở trên toàn thế giới rồi, thì đã có những cái trường hợp nào liên quan đến việc là sọc màn, lỗi sâu hay chưa, hay mới chỉ liên quan đến kiểu xung đột phần cứng thôi, phần mềm thôi? Qua 2 tuần mở bán ấy thì mình, hiện tại mình chưa thấy con 14 Pro Max nào bị lỗi màn. Có 2 trường hợp, nhưng đều là 2 trường hợp của đều anh em thợ hết. Mở máy ra, mở màn hình lên, chưa active máy cơ. Đều một con thì kẻ và một con thì bị mực ở màn. Thì những cái trường hợp đấy thì cũng xử lý đơn giản thôi. Chúng ta có thể mang máy quay lại Apple Store và Apple Store sẽ hỗ trợ mình đổi máy ngay lập tức luôn. Vì máy chưa active mà. Thế thì thế cũng dễ rồi đúng không? Nhưng mà sợ nhất vẫn là dùng một thời gian bị lỗi. Thì ở Việt Nam gần như là chưa có, những là trong cộng đồng sửa chữa cũng như là cộng đồng anh em thợ là cũng chưa có vấn đề như thế. Nên là chúng ta tạm thời có thể yên tâm về iPhone 14 Pro Max của chúng ta đúng không? Nhưng bây giờ quay trở lại cái việc lúc nãy đi. Anh nói là cái lỗi này nhiều khả năng nó chỉ là lỗi xung đột về phần mềm thôi. iPhone 14 Pro Max hay là một vài con reset, restore một phát là ok. Và chính anh là người đưa cho em thông tin là bản thân những con máy iPhone 13 Pro Max bị lỗi rất là nhiều thế này. Thì khi chúng ta restore lại cũng có thể cứu được đúng không anh? Khi nó bị sọc thế này. Mình có nghe bạn bè mình nói vậy và mình cũng muốn thử. Và hôm nay mình thử để xem nó thế nào. Và đây là một con iPhone 13 Pro Max bị lỗi thứ thiệt, hoàn toàn không phải là hình nền luôn. Các bạn thấy nó nháy như 1900 này. Đó, và chúng ta sẽ cùng thử xem rằng là nếu như các bạn restore thì nó khôi phục lại được hay không, giống như là một vài cái lời đồn. Về cơ bản là chúng ta chỉ cần cắm vào máy, đưa máy về chế độ recovery hoặc là DFU để chạy.
Rồi, hiện tại là máy đã hiện. Và máy đã vào chế độ recovery chưa? Đây, các bạn thấy rất rõ là rõ ràng là lỗi này. Đây, đây là series của máy này, nữa xem được hay không này, vào trong thì biết này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại đúng không? Rồi. Thường thường thì cái thời gian này nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Thường thường chỉ 5 phút thôi. Thực ra thì em đã từng nghe những cái trường hợp là iPhone ấy bị lỗi như thế này, restore xong hết lỗi. Thì nó hết lỗi. Có một vài con iPhone X chẳng hạn bị sọc màn hình, restore lại hết sọc. Nói chung là đấy gọi là nhân phẩm quá may mắn. Còn mình thấy là tất cả như hiện tại như mình, những máy bị nhà mình đều đi gửi hãng đổi bảo hành. Và họ vẫn sẽ bảo hành bình thường. Trường hợp mà máy mà bị sứt sẹo nhiều quá ấy, hãng sẽ từ chối bảo hành. Đã bao giờ có trường hợp mà họ restore xong được, không được vấn đề gì họ gửi lại chứ? Cái đấy thì mình không biết, có được thì họ vẫn làm theo chính sách của họ là họ thay màn. Mười bạn của anh Linh là cũng đã có chia sẻ là có thể làm được điều này đúng không? Họ chia sẻ vậy thôi chứ mình cũng không dám chắc được. Không được là sao, lỗi sao, rút ra. Nó bảo phải restore đến 30% như kick pin ấy. Nghĩa là quy trình restore nó sẽ khác một chút. Nghĩa là chúng ta restore đến 30%, sau đó chúng ta sẽ rút ra. Nó cách restore của nó giống như kiểu mình restore cho máy phần trăm pin trong máy ấy, bằng với phần trăm pin của 3U. Restore đến bao giờ được thì thôi, hay chỉ cần một lần thôi? Một lần thôi. Thường thường được nó sau 30%, ghi vào được sau 30% lúc khởi động táo lần 2 này, phát nó lên táo bình thường luôn rồi, nó không còn xanh nữa. Con này là khả năng là không được rồi đúng không? Ok, như vậy là chúng ta restore xong và rõ ràng là lỗi này là lỗi sâu rồi. Bắt buộc phải mang lên bảo hành của Apple đúng không anh? Thế nhưng mà lại có một cái lưu ý là hiện tại Apple có bảo hành những con máy xách tay này không? Hiện tại thì như dòng 13 thì mình không biết, không nắm rõ được, nhưng mà bắt đầu từ chính sách từ năm tới trở đi này. Cái lịch của Apple năm nó tính theo gọi là chu kỳ ra mắt của iPhone, nó không tính theo năm như Việt Nam. Cứ tháng 9, tháng 10 là thay đúng không? Đúng. Thì nên là chính sách đợt tới này là sẽ là không hỗ trợ bảo hành máy xách tay nữa, bất kể máy có hóa đơn hay không. Thế bây giờ theo anh thì cái lỗi liên quan đến iPhone 13 Pro Max như thế này rất nhiều người bị, thì chúng ta có nên mua 13 Pro Max ở thời điểm bây giờ hay không? Tại thời điểm bây giờ nếu mà các bạn không có nhu cầu dùng 14 chẳng hạn. Đặc biệt là 14 Plus là có thể là thua con này về nhiều thứ đúng không? Thì các bạn vẫn có thể lên mua 13 Pro Max, nó là một sản phẩm khá là hay và tầm thể đến năm nay. Vừa giá tốt này, giá hãng, giá chính hãng đợt này rất là tốt. Nó chỉ nhìn 26, 27 triệu. Và dĩ nhiên chính hãng các bạn được bảo hành 12 tháng ở tất cả các đại lý. Nếu chẳng may có vấn đề này thì chúng ta được thay màn không nói nhiều đúng không? Ok, chốt lại là bất cứ cái sản phẩm nào thì cũng sẽ có những cái vấn đề liên quan đến lỗi. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng anh Linh gọi là kiểm chứng hai cái vấn đề. Một là hôm qua một thành viên của bọn mình có đăng một cái bài thì bọn mình cũng đã có nhanh tay là xóa đi rồi, là đấy là một cái gọi là hình pha ke đúng không? Gọi là hú họa thôi. Thứ hai là những cái lỗi liên quan đến iPhone 14 Pro Max thì đa phần đến thời điểm bây giờ là những cái lỗi liên quan đến phần mềm thôi. Các bạn cứ yên tâm, không cần phải lo lắng quá nhiều. Còn thứ ba là với cái sản phẩm iPhone 13 Pro Max, cái tỷ lệ để các bạn tìm thấy một con máy bị lỗi màn hình này nó không hề ít một tí nào đâu. Thế nên là bọn mình vẫn luôn luôn khuyên là các bạn hãy mua hàng chính hãng VNA, để chẳng may có vấn đề gì thì chúng ta sẽ có thể bảo hành thoải mái. Còn hiện tại thực chất iPhone 13 Pro Max hàng xách tay bây giờ rất rất là nhiều rồi, giá quá rẻ luôn. Nhưng mà sẽ không ai đảm bảo được là chúng ta sẽ không gặp những cái vấn đề lỗi như thế này, sửa chữa rất là mất thời gian. Cảm ơn anh Linh một lần nữa đã đến đây cùng với bọn em. Cảm ơn anh đã chia sẻ những kiến thức mà có lẽ chỉ có những người thợ mới hiểu thôi. Đấy. Các bạn đừng quên truy cập vào những đường link phía bên dưới, trong đó có cả những đường link ưu đãi và cả đường link để các bạn có thể học thêm những kiến thức về sửa chữa, những thông tin mới nhất về những vấn đề liên quan đến iPhone của anh Linh nha.